Hello, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở cái map Irango này. Vẫn là cái khu cảng Galgopol quen thuộc mà mình hay chơi mà thôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi ở một cái map, đó là map đêm. Mình thử xem là mình vào trong cái map đêm này có liệu rằng là quẩy được hay không. Nhưng mà nghe vẻ hơi vắng anh em ạ. Không thấy người rồi. Lúc nhảy xuống không biết là có ai không nhỉ? Mình cũng không để ý lắm. Mình lúc ấy mình không hơi để ý anh em ạ. À đây rồi, có rồi, mình thấy rồi. Đang nhảy nhót bên kia, từ từ đã. Mình chưa bắn vội anh em ạ. Bây giờ thì mình cứ đẩy sang này. Đây rồi. Đang ông ấy đang nút đồ ở trên cái thùng công trước mặt mình thôi. Đâu rồi? À rồi. Một bên này cũng có một ông chạy này. Từ từ mình xử lý cái thanh niên này đã. Mình ở đây cơ mà. Ờ, kia là con bot anh em ạ. Còn một ông chạy ra này. Nào bước ra. Bạn bước qua đời mình đi. Hello bạn. Gạt giò đã, từ từ đã. Không gạt hay không gạt. Mình đang định gạt thì mình lại thôi anh em ạ. Đợi, đợi cho bạn của bạn ấy ra. Đâu rồi? Đây 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 đây. Đang nhảy nhót cái gì đây? Bò lên á. Phản xạ của mình nhanh hơn bạn nhiều. Như vậy là có một team ở đây luôn. Đủ 4, đủ 4. Đâu rồi? Ông váy xanh đâu rồi? Ô, đây là con bot anh em ạ. Để cái gạt luôn ông này. Đang gạch tài cả đây đây. Một ông thì đang chạy ở trong cái đống thùng này thôi. Đâu rồi không biết. Không có trong này luôn. Bò đi đâu được? Tại sao lại bò? Có tiếng chân rất nhiều đây luôn. Từ từ mình phải tìm được cái ông áo xanh này. À, ông váy xanh này. Rồi, có tiếng chân ở trước mặt mình rồi. Chạy gì mà nhanh thế nhở? Trốn trong mấy cái thùng trắng. Trong thùng dưới này phải không? Nào, bước ra. Rồi, không có luôn rồi. Đâu thế nhở? Á đủ. À, chạy ra này. Bạn chạy ra đây này. Ừ, trời ơi. Bạn định chạy đi đâu? Ông này đi luôn. Ui, X8 này, khá là ngon đấy. Như vậy là ba tên rồi. Còn một tên nữa. Trong khu này chắc là do lúc mình nhảy xuống bị lag dù sao mình, hay là mình không để ý gì đấy. Không thấy anh em ạ. Đâu rồi? Bơi hết vào đây. Ra hết đây đi. Cho mình bắn gọi như là một nhát xong luôn đi. Chứ để mình đi tìm này nó hơi khoai. Thêm một mạng nữa này. Mạng này là hình như, à không, ừ đúng rồi. Mạng này hình như con bot, cái lúc mà mình bắn, à đủ, đây rồi. Có tiếng ở chỗ này. Mình công lên luôn anh em ạ. Nghe thấy người, ô, nghe thấy người là phải lên luôn. Ủa thì đứng đây làm gì vậy? Ô thế nào, team khác anh em ạ. Team khác, đây rồi. Uầy, tưởng không đông mà lại đông không tưởng rồi. Vẫn còn tiếng bắn ở bên này. À đủ. Ngó qua cái thùng này. Ui. Ui, ông này ông táp mình phát đầu thêm. Mutant anh em ạ. Táp phát vào đầu mình, mất nửa cây máu lận. Ghê đấy. Như vậy là hai team khác nhau rồi. Mình nốc hai tên này nữa rồi. Làm bình nước đã anh em ạ. Trong khi đó thì cũng chờ đồng đội của ông kia tới. Mình giết luôn cả thể. Ăn luôn cả thể anh em ạ. Không ai cứu bạn à. Quá buồn cho thanh niên rồi. Mình nút nhanh. Ui, cũng có X3 các thứ này cũng được đấy. Mình đi tìm xem mà còn ông nào trong này nữa không. Mình tìm nãy giờ không thấy anh em ạ. Nghe vẻ là hết rồi. Chắc là đi tìm lẻ vào đây thôi. Con bot chạy này. Con bot này. Ui. Ui, mình táp. Anh em nhìn không? Nó tóe máu. Ủa, như kiểu đến tháng như vậy mà không chết kìa. Á, à, sao giờ bot gọi là bọn này toàn đeo giáp 10 sao nhở? Ok rồi, thôi mình di chuyển luôn thôi. Đây, vòng vào thử Pochinki xem mà có người hay không đây. Lượn lờ nãy giờ từ... À đủ. Làm gì vậy anh trai? Đang định bẩu là lượn lờ không thấy người. Thì gặp... Ủa, gặp á đủ công ạ. À? Này thì công này. Tìm này thì tìm bò lạc này. Lạc đi đâu?
bạn lại lạc trôi đi đâu vào đây? Bạn nghe bài lạc trôi của Sơn Tùng MTP chưa? Đang yên đang lành lại cắm mảnh xanh vào đít. Kia kìa lại còn đang nhấp nhô thò mình kìa. Bạn thò à? À chạy qua đường ạ. Mày thì chạy qua đường này. Trời ơi yếu chưa? Công lên luôn này. Nào đang ngồi bơm máu đúng không? Đang ngồi bơm máu đúng không? Trời ơi mình biết thừa. Chạy vào đây chỉ ngồi xuống chỉ có ngồi bơm máu chứ còn gì nữa. Làm sao mà kịp. Mình không để cho bạn. Ủa trời ơi bạn chạy làm gì? Mình gọi là mình có tiếng chân. À mình chờ đồng đội cậu qua thôi. Đây đúng không? Đồng đội cậu trên này đúng không? Đồng đội trên này đúng không? Ui giời ơi. Bắn cho không kịp trở tay thay quần áo anh em ạ. Làm sao mà chạy được. Có X6 này. Thơm thực sự. Vứt hết đi. Mình cầm combo này luôn. Thế là coi như là clear được một team ở trong cái Bojinki này rồi. Có 3 tên thôi. Xem xác thanh niên này có gì đã. Ui, cũng không có gì. Nói chung là bọn này cũng giàu anh em ạ. Cũng còn be các thứ. Khá là dư giả đấy. Thì là đùa. Còn tiếng chân. Có tiếng chân. Chỉ là một con bốt thôi. Rồi mình tiếp tục đi ăn thính. Mình sẽ đi kiếm cái thính vậy. Đây. Nãy giờ mình ngồi trời nó tối rồi. Mình không có kính anh em ạ. Xong mình ra cái thính này. Thử thử ngồi đây một lúc xem là có người không. Tại vì cái thính này nhìn trong cái khu nhà này. Nghe vẻ là các thanh niên cũng khá là thèm thuồng đấy. Tại vì dễ lấy mà. Có tiếng xe đến. Ui dồi ôi. Ông trời không phụ lòng rồi. Ông trời không phụ lòng. À đang lao vào ăn thính này. Nào lao vào. Gần đến nơi rồi. Gần đến nơi rồi này. Lao vào ăn thính này. Rồi có một tên đang nhấp nhô này. Có một cái đầu đang nhấp nhô này. Rồi tự nhiên lại đông thế. Bắn nhau kìa. Có tiếng chân bên trên nữa. Có tiếng chân đến nữa. Này. Này thì nghiêng người này. Đây là bạn của tên đến đấy thính này. Từ từ. Không biết là trên này có cùng đồng bọn không. Từ từ đã. Hello bạn Linh. Ui sao lại hello bạn Linh. Ủa Linh ơi. Sao biết mình vậy? Ơi. Ơi ơi ơi. Phải Linh đâu? Đúng rồi. Đúng mình rồi, đúng mình rồi. Dạ đi xe ơi. Cái gì? Thôi gọi bạn đến gọi bạn đến cứu đi. Mình tha cho này. Thôi xong. Có cái đậu phộng. Ơ cái đậu phộng. Thằng này nó cay ăn mạng của mình. Mẹ nó chứ. Trời đậu. Đây là người anh em biết làm gì không? Người làm cờ hóa hưởng đấy. Vãi thật. Mình đang định tha cho đồng hương của mình thì thôi thanh niên kia đứng hốt luôn. Thế là ở đây mấy team khác nhau lận. Ủa có kính này. Ngon. Bây giờ trời sáng rồi. Nào bạn vừa KS một mạng của mình. Chắc chắn bạn sẽ phải trả giá mà thôi. Mình đạp. Lại có xe tới. À đủ. Phóng kìa. Đâu rồi? À nhảy xuống rồi. Nhảy xuống rồi. Có tiếng nhảy xuống. Đâu rồi? Rồi đây. Mình vòng sang bên này. Bắt được thanh niên này. Cái thính này nghe vẻ là dụ được rất nhiều các dân chơi. Mình phải vòng một vòng rộng. Không thể nào mà đi một cái vòng hẹp kia được. Chẳng may 2-3 thằng nó úp sọt mình là đi ngay. Mình phải vòng rộng ra thì mới có góc để chơi bọn này. Vẫn còn một tên trên nhà. Hơi nguy hiểm. Cái xe vứt đây. Người vứt đâu. Rồi quăng bom. À thanh niên này vừa nhìn thấy mình vào nhà. À đủ. Ngồi lom dom này. Ngồi lom dom ở đây à. Thanh niên này vẫn tưởng mình ở trong nhà. Mình ra ngoài lâu rồi. Rồi bên trên này cũng có tiếng bắn luôn. À đây thằng chắc là nóc nhà nhảy xuống đây. Đâu rồi? À đây rồi. Đây rồi. Đây rồi này. Ủa ôi yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi. Ôi thôi. Ơ đậu phộng. Lại bên khu nhà kia. Nó ăn hôi. Sao lại người làm cờ hó nhiều thế nhở. Nên là team này bị clear rồi. Hoàn toàn ở chỗ này rồi. Mình ra xe mình đi luôn đây. Té luôn. Mình sang bên kia đi. Mình sang cái chỗ mà vừa lấy thằng nó khèo mình. Mình phải sang mình. À đủ. Thôi anh ơi. Thôi em xin lỗi. Trong này vẫn còn. Ui nằm ở đâu nắm vậy. Ui thôi toang rồi. Ui cái viên đá nó lại bé quá cơ. À trên kia. Trên nóc à. Này
này thì khéo tôi này. Thế là trong này rất đông luôn. Trong khu nhà có tiếng người nữa. Ui ôi, gì mà đông vậy? Ôi xong rồi, toang rồi. Con này bị kẹp. Lại bị kẹp rồi anh em ạ. Từ từ đã. Ui rồi. Ui lại một team. Ui đông thế. Thôi xong rồi. Á đủ. Nào, bạn bước vào đây. Này thì nghiêm người của chúng tôi này. Ui, yếu rồi. Từ đã anh ơi. Em bơm máu đã anh ơi. Bình tĩnh. Rồi, nó ra rồi này. Bọn này công lên rồi à. Nào, bạn công lên đây. Mình bơm máu xong rồi. Yếu chưa? Này thì ngó xuống này. Rồi, còn một tên. Thằng tên này cực yếu. Bước ra đây xem nào. Ui giời ơi. Thôi xong luôn. Như vậy là clear luôn nguyên một cái team này. Toàn Việt Nam anh em ạ. Ui, trong này tự nhiên đông thế. Có mỗi cái thính thôi mà nó tới đông dã man anh em ạ. Đúng là gọi là chờ đợi là hạnh phúc có khác. Mình đứng đấy mình chờ một lúc, cuối cùng là đến một lũ luôn. Quá đông. Chắc tên này có gì. Còn một tên mình núp ở trên cái giàn giáo nữa cơ. Tính ra là ở đây 3-4 team lận. Nằm đây đợi bạn này. Đợi sao được. Có một tên chạy này. Chạy cái gì ở đây này. Nốc luôn này. Đâu rồi. Ủa đâu rồi. Mất dấu luôn rồi. Đây. Mình phải vào. Mình lên cái nhà này cho nó cao. Thì mới hốt được cái thanh niên này. Ui. Thế tính ra là mình đỗ ở cái thính này coi như là hết người luôn. Bắn bây giờ còn có mấy thằng. Bò đi đâu. Thôi xong rồi. Toang rồi ông giáo ạ. Thế là cờ lia nguyên cái khu này thì gần hết cái map luôn. Có chắc có lẽ mình đi thôi. Chạy như này, bò như này thì không có bạn rồi. Buồn cho bạn rồi. Thôi té thôi. Mình sang khu kia đi. Mình sang khu kia cũng không có người. Lượn nãy giờ cũng chả thấy ai. Biết là bây giờ trong vòng bo này còn 3 tên nữa thì có phải một team không mới là quan trọng này. Mà mình lấy xe mình lượn nãy giờ không thấy người. Vô lý thực sự. À đây này. Ơ. Nằm này. Úi. Rồi. Nhìn thấy mình xong rồi nằm anh em ạ. Ui đen thế. Bạn đen lắm. Bạn đen như kiểu chó cắn vậy. Tiếp tục lên xe và đi thôi. Như vậy là chỉ còn 2 tên thôi. Quá buồn cho thanh niên. Ơ. Lại nằm này. Ơ. Cái đỉnh mệnh. Lượn cám chết 2 thằng luôn. Thế là còn 1v1. Ui, là vòng bo cuối là còn gọi là toàn team lẻ anh em ạ. Không biết là một tên cuối cùng thì nằm đâu đây. Ui dồi ôi. Thôi bình tĩnh. Ui dồi. Đá đấm như quần què vậy. Không biết đâu rồi không biết. Bây giờ lại nghiến được thêm một tên. Á đủ. À, bắn mình à, trong khu nhà. Rồi. Đây. Nào. Giờ đã. Uống bình nước đã anh em ạ. Cho có thêm tí hiệu ứng. Nó nấp rồi. Mình phải xuống. Công thằng này luôn anh em ạ. Không thể để cho nó gọi là láo như vậy được. Nó bắn mình. Bắn mình thì không có được rồi. Nào bắn tiếp đi. Đây mình dừng ở đây này. Nào bắn đi. Á đủ. Đâu rồi. À, sao chạy nhanh thế. Mình mới gọi là chớp mắt một phát thôi. Thanh niên là chạy qua đường. Băng qua đường luôn anh em ạ. Đâu rồi. Nào. Ra đây đấu súng với mình nào. Chết rồi. Nguyễn bị lạc giọng rồi. Mình phải lấy xe công lên. Công lên luôn này. Nào bạn đâu rồi. Đứng dậy bắn mình cái nào. Hello anh trai. Mình lấy xe tông. Mình lấy xe tông bạn luôn này. Ui. Lại Việt Nam. Wow. Quá là đáng nòng anh em ạ. Trời ơi. Cái bo cuối. Mình lấy xe. Giết hết những thằng bo cuối luôn. Công việc nhàn vãi. Lấy xe. Giết người lấy top 1. Quá là easy. Ok. Clip mình cũng dừng lại đây thôi. Mình cũng hoàn thành xong một trận đấu top 1 với 24 kill. Anh em thấy hay thì đừng quên để một like nha. Và nhớ comment đóng góp của anh em phía bên dưới nha. Bye bye.